đến nhà. Thì bên này ông chồng cầm máy, bên này con cầm máy ăn cơm thì không nhìn vào chén cơm mà cuối cùng mới nhìn vào máy. Thế thì do là câu hỏi đầu tiên hỏi vấn đề khá là bao trùm cho nên cho phép tôi là nói có khi phải đến 10 phút ít. Nhưng câu hỏi sau dựa trên cái nền tảng còn lại ghi ở bút tích này trả lời rất là ngắn. Đấy, trả lời. Thưa với chị là thế này. Một người phụ nữ sau khi ở công việc về đến gia đình thì đó là cuộc sống riêng tư. Thì thống kê cho thấy người phụ nữ này đòi người đàn ông 3 yếu tố. Hay nói khác đi là người ta đòi 3 thằng đàn ông. Cho nên để song phạm ấy thì nữ là phải 3 chồng thì mới êm được. Một anh là thể xác, điển hình là tình dục, nói nhiều khiếp, thầy nói khiếp, thôi đừng nói với tôi giọng điệu. 70% bỏ nhau là chỗ này. Người ta cần một anh đàn ông có tâm hồn. Úi dồi ôi, khen, gà lăng, ta tức ba, quỳ. Ôi ôi. Xong phải nói chuyện với em. Một ngày phải nói với em mà anh yêu em 1000 lần. Xong lại cần một thằng đàn ông có trí tuệ. Không thì ôm không, không ôm được. Và trí tuệ, biểu hiện của trí tuệ là tài, có tiền. Một kẻ đàn ông có cả 3 là điều không bao giờ có. Các bạn ạ, không thể có được. Ngồi đấy mà kêu chồng em ngon lắm. Thế thì lấy một thằng có cái này, một thằng có cái này, một thằng có cái này. Và ở chừng mực nào đó, đấy là nguồn gốc của ngoại tình đấy. Thế bây giờ chồng mình về thì nó lại làm một chuyện khác. Về đến nhà một cái thì là chị bị thiếu mất cái này. Về tâm hồn ấy, vợ chồng con cái chán kinh. Nhưng anh ấy lên mạng để anh ấy bổ sung thế này thì sao? Bây giờ tôi chỉ nói với chị thế này này. 4.0 đặc trưng của nó là cuộc là xã hội số. Xã hội số là xã hội mà nó sống hài hòa giữa kinh tế thực và kinh tế ảo, và nó giúp cho hai cái sát lại với nhau, và ảo sẽ là thực, thực sẽ lồng vào ảo, và nó tạo nên một phong cách số. Tôi nói lại lần nữa là phong cách thằng nào cũng hai súng, đó là thiết bị số. Thứ nhì, phong cách số đó là hoạt động số. Cái gì cũng có pa. Nói với vợ bà, thế tại sao chị không nói với chồng chị bằng máy được ạ? Vợ tôi ở trên lầu, tôi ở dưới lầu, hai đứa nhắn cho nhau cười mà 60 tuổi. Và hãy thích nghỉ đi, tôi không phải bình chị. Nhưng cái đòi hỏi ấy, nó không phù hợp với bối cảnh đâu. Tôi nói thế chắc chắn chị sốc. Và nó cái thứ ba đặc trưng của ngày nay là thiết bị số, hoạt động số. Và nó ra là cuộc sống số. Thế thì ạ? Cho nên là cái số này là 01, nó mã hóa. Và mọi hành vi nó được chỉ đạo thông qua thiết bị số, với hành vi số. Và anh ấy đang sống bằng cuộc sống của thời đại số đấy. Tôi không hề bênh anh ấy, nhưng rất tiếc là hình như có vẻ anh ấy thiếu tế nhị. Nhưng mà hình như khả năng thích nghi của chị nó chưa cao. Chị cực kỳ thông cảm cho tôi vì tính tôi không khéo mồm được. Chứ nếu đứng về khéo tôi khéo lắm, nhưng mà đứng về khoa học không cho phép. Cho nên hình như mình điều chỉnh một tí. Bởi vì nó đang sốc mà. Đang thế này cho lên thế này sao chịu. Thì gia đình chị nên điều chỉnh một tí. Thế bây giờ tôi giả thiết anh ấy không đụng đến máy, con chị không đụng đến máy, suốt ngày nó lăn vào chị. Và kết quả nó trở thành thằng đực cuộc sống lúa nước chứ không phải cuộc sống số. Lúc đấy chị mới thấy nó khốn nạn thế nào. Ra ngoài hàng xóm nhìn thấy bố mẹ, nhìn anh em, thằng ấy như là con gà vậy đó. Đâu giống ai hết. Cho nên nhìn công bằng một tí. Thế bây giờ chị thấy rằng nếu anh ấy dùng cái này nó đúng. Trừ khi mà dùng cho gái dùng nữa. Thế thì lúc ấy điều chỉnh hai cái anh ấy. Một là tế nhị một tí không nó sốc. Và thứ hai là nên dùng cái này này vào cái hoạt động gì trong cái cuộc sống này, nâng trí tuệ, củng cố lại thể xác đi ông, hoặc là ông xong những cái việc này rồi ông ấy
ông hãy làm cái cá nhân ông là cũng giống riêng. Đấy thì câu trả lời của tôi là gì? Cái gốc vấn đề là thế. Thế còn bây giờ làm thế nào thì hai vợ chồng, hai bạn sẽ, thì trong đó nghĩa vụ của chị phải làm 7 cái sau đây. Lập tức anh ấy sẽ quăng máy. Còn nếu anh ấy mà làm, tôi đảm bảo lập tức chị sẽ không đòi hỏi tôi nữa, nếu tôi là chồng. Vậy thì cái 7 số này là cái gì? Liên quan đến câu hỏi số 2 tôi sẽ trả lời cho anh. Phải nắm bằng được, mà không làm được cái 7 cái này là chết. Người ta gọi là bí quyết nấu phở. Lúc đó anh ấy dùng máy cỡ nào chị cũng thấy bình thường. Thì anh ấy là hình như tôi phê phán là 7 cái này chưa dùng cái nào. Nhưng nếu chị mà dùng được cái nào trong 7 cái này mà chói thì tự nhiên cậu quăng máy. Cậu chỉ dùng máy để hầu hạ những thứ này thôi. Cái gì ạ? Vậy thì tí nó nói cái này, giải quyết này xong tự nhiên hết. Thì bí quyết như sau. Cả vợ cả chồng như hai đứa sum ở này, đổ đất thế này là cái cây hạnh phúc nó tặng. Một đứa thì mới ra, hai đứa cùng mới ra, xong rồi móc nhau thằng nào cho mình đúng còn lâu. Một, hiểu biết lẫn nhau. Tất cả nguyên nhân người ta vỡ trận là vì người ta không đánh giá được vai trò của hôn nhân. Nó là quan trọng số 1. Hãy cân bằng lại. Hiểu biết đối tác. Cho nên anh không hiểu, anh không thấu cảm người ta, chỉ có vứt thôi. Anh có hiểu đâu. Nó lên nó cầm máy đèn nó ghê, nó chán lắm rồi. Chỉ còn mỗi cái máy là vui thôi, trước khi nói 4.0 đi. Còn không có máy là nó chui xuống bếp. Mà không có cái bếp thì nó chui ra đầu đường nó hút thuốc ấy. Tôi cảnh báo đấy, tôi nói là cái gì ạ? Hiểu biết đối tác nó được nội hàm thế này này. Người ta quan tâm cái gì? Cái thằng đàn ông nó cần bạn hiểu nó cái gì? Đàn ông nó không cần yêu, nó chỉ cần hiểu thôi. Còn đàn bà không cần hiểu, chỉ cần yêu thôi. Vì không hiểu đàn bà đâu. Đàn bà là một thực thể không hiểu được. Cho nên là người đàn ông người ta cần nhất hiểu chứ người ta không cần yêu. Có hiểu cho không? Thế gì ạ? Về đến nhà kiếm mãi được đồng tiền, về đến nhà cơ quan thằng kia nó nẹt mình, nó chơi mình sắp bật bãi ấy. Về tâm sự với vợ, đang tâm sự ấy. Thôi chứ, cá cháy mẹ rồi. Tôi nói thật cái chị, cái người nó không hiểu cái gì. Thế thì nó không có bồ mới là lạ, tôi nói thiệt. Cái huyết tử ở đây chứ không phải nói nhỏ nhẹ như bà ép tâm lý. Để làm sao cho vợ, chồng nó đỡ giận, thì quên đi, vừa vần. Bằng mọi giá phải hiểu được. Anh có hiểu đâu mà anh biết. Tôi cấm ông hút thuốc, tôi cấm ông dùng điện thoại, mai tôi thay ổ khóa. Ngớ ngẩn. Vậy thì đấy là cái gì ạ? Họ quan tâm đến cái gì? Cái gì ạ? Và hiểu biết đối tác là biểu hiện này. Sinh nhật, ngày cưới, ngày hôn phát đầu tiên. Phát đầu tiên múc lúc nào nó gây ấn tượng cực mạnh. Đằng này nhớ đấy. Bây giờ tôi hỏi em xin này. Là một cô gái công ty các bạn ngồi đấy này. Nhưng không hiện em mà thì bây giờ giả sử tôi hỏi đi. Em có nhớ đâu mà yêu người ta thì bà sẽ nhận lại quy tắc 1-1. Nguyên tắc 2, tôi đã tiết kiệm thời gian trên tờ nóng máy, tôi nói thật hiểu cơ. Ứng dụng chiều nay về đến đâu là thay đổi thế đó. Thấy chưa? Cái bí quyết số 2 để nấu ra nồi phở nó ngon. Cái gì ạ? Hãy luôn ngưỡng mộ đối tác. Ngưỡng mộ ở trong tim ra. Phải luôn luôn coi vợ mình là kim cương. Vì nó kim cương thật. Luôn đối xử với chồng là cục vàng. Đấy là kháng sinh thứ 2. Mẹ toàn khéo mồm xong về đối phó lẫn nhau. Tôi nói chỉ có nắp bếp. Biểu hiện của nó là gì? Cái gì ạ? Đây là phương thuốc ok nhất. Đằng này về đến nhà chỉ khen thằng sếp, xong khen thằng hàng xóm, xong lấy thằng bạn cùng lớp ra so. Đàn ông bản chất con gà tức nhau tiếng gáy. Đó là cái ngu xuẩn nhất của người phụ nữ. Đừng các chị ạ. Bí quyết số 3, luôn luôn hướng về nhau.
tuyệt đối không có thái độ quay lưng. Cho nên là chị không vượt qua được chính trị chẳng hạn. Các chị ạ, à, biểu hiện thế nào? Khi người ta nói thì hãy quan tâm đến cái người ta nói. Các bạn ạ, à, sau đó nâng cái ủng hộ thái độ ấy lên. Khi người ta đưa ra một câu khen ngay lập tức, khen cái thái độ hợp tác ấy, thái độ thiện chí ấy. Năm nay kêu công nhận hoa hậu năm nay đẹp, hẹn con vợ nhảy em mồm, mắt ông mù à, thế kia mà đẹp, tôi không hiểu được. Cho nên là tôi không nói xấu phụ nữ đâu, mà các chị ạ, à, ngày phụ nữ, cho nên tôi nói phụ nữ là nước, bạn mà giữ là nước thì bạn ăn to, và chỉ có nước người ta mới dẫn đầu được những cái này thôi, và đàn ông phải ăn theo. Đàn ông sẽ là con cún, nếu bạn biết cách bạn sai như con cún. Thứ tư, chủ động ảnh hưởng từ họ, tức là mình chủ động nghe lời họ, chủ động sợ chứ tôi không sợ bị động. Hãy ảnh hưởng từ họ. Em muốn làm nhưng mà vì chồng em đích làm, về em đích làm. Thực ra cái chuyện này mình thống nhất xong. Ok. Bí quyết số 5, chỉ giải quyết những vấn đề cần giải quyết. Thôi đừng có đi chữa tâm lý bằng cách là hai bên khéo léo nói ít lại, nói nhẹ lại. Không giải quyết được cái gì đâu. Bệnh nó nằm ở đây. Nó thâm căn cố đế, nó tích lũy lại, nó thành thâm thù, lấy nước sôi đổ vào người nhau đấy các bạn ơi. Tôi 62 tuổi. Thôi đừng dạy đời thế này nhé. Vậy thì ở đây á, người ta chỉ giải quyết những việc mà nó liên quan tới cái hạnh phúc thôi. Đó là sức khỏe, bạn, các chị ạ, con cái và sự nghiệp. Cái gì mà liên quan tới những việc này thì hãy giải quyết. Mà có mỗi cái phim Hàn Quốc, con này đi bệnh viện, thằng này vào thăm, theo em thế là không được, thằng chồng bảo thế là được, thế là bắt nhau với nhau, ngớ ngẩn. Bí quyết số 6 đó là tìm mọi cách để thoát khỏi bế tắc. Đừng để bế tắc khi mâu thuẫn nó xảy ra. Mâu thuẫn là động lực của phát triển. Không có mâu thuẫn là một gia đình tầm bậy, nói phét đấy lắm. Và mâu thuẫn là cực tốt. Sau mâu thuẫn giải quyết xong, nó lên một tầng tình cảm mới. Nó lên một tình cảm mới. Khi nào mà như tôi, vợ chồng tôi sống tròn 40 năm tới đây vợ sống, thì nó thành anh em ruột, khác dòng máu như anh em ruột, thì cái nghĩa nó hoàn toàn. Nếu con mới lớn lên TV trình bày hạnh phúc gia đình, mày đợi đấy. Cuộc sống chỉ được kết luận khi đóng nắp quan tài. Chưa đóng nắp quan tài đừng vào mộ. Đó là ngạn ngữ của người Đức. Người ta thoát khỏi bế tắc bằng toàn bộ yếu tố phần mềm, tức là gì? Tuyệt đối không có thái độ dửng dưng, không được khinh thường. Các bạn mà không làm những cái thứ này, khinh thường người ta, chảnh chọe ngông nghênh các bạn ạ, các bạn không thể thoát được bế tắc. Ok. Và nguyên tắc số 7, chia sẻ cuộc sống. Chị cũng chia sẻ, chị cũng cầm điện thoại. Có bao nhiêu chị mà để cái online suốt ngày suốt đêm để theo dõi, mua đồ rồi đầy đồ, quần áo thì thống kê của thằng anh đã cho thấy 3/4 quần áo ở trong tủ nhà các chị ấy, các chị mặc đúng một lần, cứ mua nữa thôi. Vậy thì ở đây hãy tiến hành chia sẻ cuộc sống. Thì cái chỗ mà chị phàn nàn này là nó bị vướng cái này. Nhưng tôi nghĩ rằng câu hỏi của chị sắc hơn, nhưng chị sẽ không dám hỏi đâu. Nó còn dính ở những chuyện trên này. Cho nên nhờ cái này thì ngoài cái này, người ta sẽ chia sẻ bằng máy. Tập thói quen đi, chứ đòi chia sẻ cơ bắp offline không có nữa đâu. Nhưng ở trong giai đoạn này thì tôi ủng hộ chị. Anh ấy hơi thiếu tế nhị. Nhưng ở góc độ nào đó, mình hãy giải quyết được những cái này thì tự khắc nó quăng máy, thì đó mới giỏi. Chia sẻ
yếu tố cuộc sống các bạn ạ. Thì ở trong này nội hàm của nó thế gì ạ? Thì nó nghĩa là gì? Bệnh tật ốm đau, khi mà phải giải quyết năm mặt trận sau đây. Bên này là cuộc sống, tức là về đến nhà là giàu có. Bên này là tài chính gia đình, mẹ đói thì làm sao mà hôn được tàu lâu, có gì à? Bên này là ngoại tình, mẹ thằng bố nó gọi. Bên này là tình dục, bên này là quan điểm sống, đánh nhau như chỗ. Cho nên ở đây mà không chia sẻ những cái thứ này, tôi nói trước sau cũng chết. Thế là người ta làm. Thế bây giờ tình dục ông kém thì ông đi chữa đi. Có thế thôi mà cũng làm. Cái gì à? Cho nên cái thứ này là chết. Vậy thì tôi xin nói ngắn, thì trả lời cái câu hỏi này, làm thế nào để cho cái ông tướng này ông bỏ điện thoại, thì tôi xin trả lời, hãy tăng cường cho nó dùng điện thoại lên, vì nó mới là công dân số. Nhưng hãy dùng vào việc gì cho nó đúng. Và thứ ba nữa là khi về đến nhà thì cuộc sống ở nhà là cuộc sống vợ chồng, thì hãy tăng cái phần chia sẻ. Nếu có bế tắc thì tăng, còn cái máy mày dùng ở công ty nhà mày. Thế thì hai bên cùng với nhận thức. Chứ còn nếu mà cứ nói mà không thuyết phục thì anh ấy không thay đổi đâu. Tôi nghĩ như vậy. Trường Doanh Nhân PR.